trả thân cứu hổ đói. Một thời, Đức Phật trong rừng cây ở Bàn Già Lạc thuyết pháp cho các đệ tử. Dùng đất này rất bằng phẳng, không có gai gốc đá sỏi, cỏ xanh mềm mại phủ kín giới muôn hoa khoe sắc. Nơi đây lưu giữ xá lợi thân của một vị Bồ Tát thuở quá khứ, các ông có muốn xem không? Chúng con rất muốn xem. Thế Tôn, Như Lai là bậc duy nhất. Thế gian này, chúng sanh đều cung kính. Tại sao người phải lễ lạy bảo tháp này? A Nan, ông có thể mở tháp này ra không? Dạ, Thế Tôn. Ông hãy đem nó lại đây cho ta. Thưa Thế Tôn, xá lợi trong bảo tháp này màu sắc rực rỡ quá. Các ông giờ có thể lễ bái xá lợi này. Đây chính là kết tinh từ công đức vô lượng do tu tập giới định huệ, là ruộng phước tối thượng, rất khó có trong đời. Ta chính nhờ tu tập như thế mà nhanh chóng đạt được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Chính vì báo ân kiếp trước nên hôm nay ta thành kính lễ chúng. Giờ ta sẽ kể cho các ông nghe nhân duyên xa xưa của xá lợi này, để cho các ông giải trừ lòng nghi hoặc. Các ông hãy chú ý lắng nghe đây. Chúng con ưa thích được nghe. Vào thời quá khứ, có một vị vua tên là Đại Sa. Đất nước do ông cai trị rất hùng mạnh và hưng thịnh. Nhân dân trong nước đều có đời sống yên ấm sung túc. Mọi người trên dưới đều theo đạo Phật, bá tánh đúng là an cư lạc nghiệp. Hoàng hậu và ba vị dương tử tánh tình lương thiện, nhân ái, hòa nhã, họ đều được dân chúng tôn kính. Tạ hoàng hậu. Không sao, không sao. Yên nào, yên nào. Được rồi, ngoan lắm. Em nhỏ à, cái này cho em nè. Em cảm ơn. Dương tử thật là tốt bụng. Đúng vậy đó. Ngày hôm sau, các vị dương tử xuất cung du lãm, họ đang chờ ngoài cửa. Để các con vào đi. Các con vào trong đi. Chúng nhi thần xin vấn an mẫu hậu. Các con và phụ hoàng đi vui vẻ nha. Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương đó. Vâng, thưa mẫu hậu. Mẫu hậu, hôm nay hình như người không được khỏe hả? Ta chỉ có một chút mệt thôi. Hay là con ở lại với mẫu hậu nha? Không cần đâu tác đọa. Đi đi, đi sớm về sớm. Vâng, thưa mẫu hậu.
Ở trong cung chẳng thể nào nhìn thấy được cảnh đẹp như vậy. Đúng đó thôi phụ hoàng, cảnh đẹp quá, đến lão hòa sư giỏi nhất cũng không thể vẽ được, đúng không tam đệ? Dù dạng vật tồn tại vô tri, nhưng chúng đều làm lợi ích cho nhau, tất cả đều tạo nên thế giới độc đáo kỳ diệu đến như vậy. Tam đệ lại bắt đầu nói những điều lạ lùng nữa rồi. Nè, mọi người xem kìa, quả dâu to quá. Chúng ta đi hái về cho mẹ đi. Ngon quá đi. Tác đoả, ở đằng sau này có nhiều lắm nè. Chắc chỗ này là hết dâu rồi. Chúng ta nãy giờ cũng hái đủ rồi, nghỉ một chút rồi về thôi. Rừng trúc này sao âm u rùng rợn quá. Có khi nào xuất hiện giả thú làm hại chúng ta không? Nếu mà có giả thú, bản thân em cũng không lo. Chỉ sợ nếu em chết thì cha mẹ sẽ đau khổ. Tác đoả, em thì sao? Rừng trúc này với cảnh ngoài kia có khác gì đâu. Em thấy đều là cảnh đẹp cả mà. Còn có cả nơi cư ngụ cho các bậc ẩn sĩ nữa. Em không lo sợ gì cả. Chỉ thấy vui và tận hưởng thiên nhiên thôi. Em can đảm thiệt đó. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn kìa. Để mau chạy thôi, chỗ này có giả thú thiệt đó. Khoan đã các anh. Con cọp này hình như không ổn. Cọp mẹ này nhìn ốm yếu, chắc nhịn đói lâu lắm rồi, không sống được bao lâu nữa. Tội nghiệp quá, chắc nó mới sinh con. Nhất định là mắt chăm sóc đàn con nên không đi kiếm ăn được. Nếu vậy thì sẽ rất đói, có thể ăn luôn con của mình. Con cọp được ăn cái gì vậy? Hay là ta cho nó ăn đỡ mấy trái dâu này có được không? Loài cọp bêu chỉ ưa ăn thịt sống thôi. Những thức ăn này cũng không giúp nó khỏe lại được đâu. Nếu cọp mẹ mà chết thì đám cọp con cũng không sống được. Chúng ta đi đâu kiếm thịt sống cho bọn chúng bây giờ chứ? Ai mà chịu dâng mạng mình cho bọn chúng? Đúng đó, chẳng có gì khó hơn là hy sinh mạng sống của mình hết. Hôm nay đã hết một ngày thỏa thích rồi. Mau gọi các dương tử trở về. Chúng ta chuẩn bị hồi cung. Dân, thưa bệ hạ. Bệ hạ, các dương tử có lẽ đang đi vào rừng, không nhìn thấy các ngài ở đâu nữa. Không sao, ta về cung trước. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm đi. Tìm được rồi về sao? Dân, thưa bệ hạ. Các anh à, chúng ta nay vì tham thân thiết mạng nên trí huệ mê mở, tăng trưởng vô minh sợ hãi, vì không sẵn lòng làm lợi ích cho người khác. Nhưng bậc đại Bồ Tát, vì lòng đại bi, luôn luôn lợi ích tha nhân nên không tiếc thân mạng của mình. Các anh nghĩ xem, gặp trường hợp này họ sẽ phải làm gì? Anh thật sự không biết họ sẽ làm gì nữa. Họ sẽ nghĩ, thân mạng đã bao nhiêu kiếp luân hồi này đây, chẳng qua cũng chỉ là khối thân một ruộng, tại sao không thể cứu người mà bỏ đi, buông xuống sự tham đắm của mình. Các bậc Bồ Tát thật đáng kính ngưỡng. Thế nhưng, sao có thể dễ dàng hy sinh tánh mạng được chứ? Chỉ tiếc cho hoàn cảnh bất hạnh của con cọp này thôi. Đi thôi các em, chúng ta chẳng giúp được gì đâu. Tác đoả, đây không phải là lúc thích hợp nhất để mi hy sinh mạng sống sao? Không
Cơ thể này mong manh hư huyễn như bọt nước, là chỗ cư ngụ của bọt nước, là chỗ cư ngụ của vô số di trùng mà tạo nên mạch máu, cơ thịt, da, xương, ốc. Nó thải ra các chất bất tịnh dơ uế và là ổ bệnh tật, thật đáng ghê tởm. Cuối cùng rồi, nó cũng tan thành bụi đất, làm lại thành nơi có nhiều di trùng hơn nữa. Bản chất cuộc sống là vô thường, như mộng huyễn đổi thay chóng dáng. Từ lúc mới sinh đến khi chập chững tuổi nhỏ, trưởng thành, đến già diễn ra trong nháy mắt, dòng luẩn quẩn sanh già bệnh chết này không ai tránh được. Cuối cùng, chỉ còn là một đống xương trắng. Sau đó tan thành tro bụi rồi biến mất. Cho dù là nữ tuyệt trần thì cũng chịu chung số phận mà thôi. Tất cả các loài động vật chim muông, yếu ớt hay hung bạo đều rồi cũng sẽ như vậy. Thậm chí đến kỳ qua dị thảo, cũng phải hóa thành tro bụi. Cái thân vô thường biến hoại này ta sẽ xả bỏ. Những tình cảm hỉ nộ ai lạc trên cõi đời này, tất cả đều chóng tàn. Những tình chấp phiền não vô thường ta cũng sẽ buông bỏ. Tôi nguyện xả bỏ cái thân là cội gốc của những bất an, để hành tối thượng thiện, cứu giúp chúng sanh đau khổ. Nguyện làm con thuyền đại bi, cứu vớt chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi sinh tử này. Tôi nguyện chấm dứt những khổ lụy ở trần gian, tu tập vô lượng công đức trí tuệ, để trở thành tự pháp thân vô thượng nhiệm màu. Sau đó, ban rải cho chúng sanh vô lượng pháp lạc. Hai anh, hai anh đi trước đi. Em đem mấy trái dâu này cho cậu mẹ rồi sẽ theo sau. Có dâu ăn rồi còn hơn nó không có gì để ăn. Được thôi. Hai anh, phụ dương và mẫu hậu sau này phải nhờ hai anh chăm sóc rồi. Còn vì tất cả chúng sanh trong pháp giới này quyết cầu quả bồ đề vô thượng, khởi tâm đại bi bất thối chuyển, thề xả bỏ tấm thân đáng ưa thích để thành tựu điều mà các bậc trí giả mong muốn, chính là giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Nguyện chúng sanh trong tam giới khổ đau này tôi đều cứu giúp cho được an vui. Bệ hạ, người sao vậy? Không có gì, mau đi thôi. Người thật tội nghiệp, các ngươi đã đói khát khổ sở, ta lại khiến cho các ngươi sợ hãi mà không dám ăn thịt ta. Dương tử, xin ngài đừng bỏ thân. Cọp mẹ yếu đến nỗi không có sức gan thật ta, tiếc là ta không có đao kiếm ở đây. Ta sẽ cho các con ăn thịt ta để khỏi bị đói chết.
Bệ hạ, các con của mình đâu rồi? Phu nhân, ngài đừng quá lo lắng, các con sẽ về ngay thôi. Phu nhân, sao nàng lại khóc? Thiếp bờ thấy ác mộng. Trong mộng đứa con út yêu quý của chúng ta không thấy đâu nữa. Nàng không cần lo lắng, chúng ta cùng đi tìm các con nào. Đệ bà, đây là câu chuyện tiền kiếp về xá lợi của Bồ Tát. Các ông nên biết nơi chúng ta đang ngồi đây chính là rừng trúc khi đó. Ta chính là Tam Dương Tử Tát Đoả A Nan. Lúc đó ta vẫn chưa thành Phật, mà chỉ là một kẻ phàm phu có đủ tham sân si và phiền não. Nhờ xả thân mạng cứu giúp chúng sanh nên mới thoát khỏi luân hồi. Huống gì nay ta đã là Phật, ta sẽ không nghỉ ngơi công cuộc cứu độ muôn loài và những chúng sanh hữu duyên, giúp chúng sanh thoát ly luân hồi sinh tử phiền não. Xả thân cứu hổ đói, cảm động đất trời. Đức Phật thực hành Bồ Tát đạo đã viên mãn, do lòng đại bi với muôn loài, không nỡ nhìn chúng sanh đau khổ, nên phát thệ nguyện cứu vớt tất cả chúng sanh thoát ly khổ nạn, mang lại an vui nhất thời và cả an lạc cứu cánh.
Vì thế mà hôm nay ta mới thấy được hạnh phúc bố thí Ba La Mật của Đức Phật. Trong kinh Đức Phật quyền trí thế giới ngày nay là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Con người không tin nhân quả, lòng tham tăng trưởng, năm tập lừng lẫy. Môi trường chúng ta đang sống hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức. Xung đột tranh đấu giữa con người dẫn đến chiến tranh giữa các nhóm người và các quốc gia. Chiến tranh liên miên đang hủy diệt thế giới. Nhân loại đang đối mặt với những nguy cơ thách thức lớn lao, trong khi con người khao khát tự do và an bình nội tâm. Nếu như chúng ta có thể thực hành theo lời Đức Phật dạy, quy ngưỡng lòng đại từ bi của người và học tập theo tinh thần vô ngã vị tha của người, quay lại nguồn tâm, bỏ ác tu thiện, tinh cần tu định huệ, hòa nhập với tự tánh, sẽ tìm được thấy cội nguồn hạnh phúc tâm linh. Thậm chí nếu chúng ta chỉ thông suốt một vài đạo lý, có thể làm chủ hành vi của mình, biết mở rộng tâm lượng, cũng có thể ngăn chặn xung đột leo thang, biết đem yêu thương vào nơi quán thù, đem hòa bình vào những nơi tranh chấp. Nhờ đó, thế giới sẽ trở nên bình an và tốt đẹp hơn. Hệ thống pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ, Tịnh Xá Trung Tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Website daophatkhatsi.vn, pháp âm .daophatkhatsi.vn, Facebook hoặc www.facebook.com/vietnamdaophatkhatsi, hoặc www.facebook.com/pháp-âm-khất-sĩ. Email: daophatkhatsi.phapam@gmail.com.